tiếp tục nghe anh em. Rồi thắng xong lên mấy hai quy đô chiều giờ bình xăng con với lại cái đồ máy hồi chiều em xả là nói chung là lên đường tầm 90% hết trơn, mai em giao cho anh em. Máy thì bữa nay em về được 5 cục cho nên là anh em đừng có lo thiếu đồ, không có thiếu đâu, bất kể món gì ở cái dòng máy 100 này đó em đều có, anh em cứ alo cho em phụ tùng máy thôi ngang, chứ anh em kiếm ra ngoài em cũng không có nhiều, tại vì tại vì mình bán máy ok thì anh em người ta ủng hộ thì mình tập trung mình làm. Bữa nay em lên cho anh em một cái máy này, máy Super Game đời thấp nè, Super Game đời 205 nè, máy chất nè, đồ khá là đẹp luôn nè. Thì cái máy này nói chung á, cái tình trạng nó thẳng với anh em, máy này đi nhất ẩu, nhất hơi đen thôi, nhưng mà đồ là rất là chất nha anh em. Đó, nhưng mà nó yếu cái bộ lửa nè, bộ lửa nó yếu nè. Đó, cái điện sườn hơi bị dữ á, điện sườn này khách ông anh cũng chốt mất tiêu rồi. Ồ, máy cục sạc này hơi bị dữ à, không biết sạc. Ý cục cục chớp này không biết cục chớp gì vậy nha. Chớp thương hiệu gì Linkin Telecome nè, không biết chớp gì nè. Đó, ông anh cũng chốt rồi nè. Đó, cục IC này không phải IC Super, không phải IC của thằng Super nghe ông anh, IC này IC Cidergen của 100 nha. IC Cidergen của WA nha. Đó. Thì cổng điện sườn này á, là em hứa em giao cho anh thì em sẽ giao cho anh. Đó, nhưng mà em quay lên cho anh em coi. Điện sườn đẹp lắm nha anh em, cộng điện sườn này là em chưa có thấy đứt nối gì trơn á. Luôn chờ đập máy luôn cần số đó, rồi. Đã lên đường một món. Máy Super 205 này là thuộc dòng máy Super đời thấp, sử dụng ron 2 mặt xanh nha anh em. Ron 2 mặt xanh. Thì cái bộ ba nắp của thằng Super này á, là anh em có thể vô que alpha nhỏ của mình là như zin, không cần phải cắt xén chế cháo gì hết. Và đặc biệt cái nắp mang cá nó với nắp bằng sắt, nó bằng nắp bằng kim loại với anh em, bằng nhôm á, nó giống như anh pha nhỏ mình vậy đó. Ba nắp này tình trạng nó bắn dặm tè le me hết trơn rồi anh em ơi, nhưng mà không nứt bể nha, bán về cho anh em sơn lại nha. Đó nè, máy này á, nói chung là cái đồ đạc á, giá nó giá tiền rẻ tiền, thích hợp cho những anh em nào mà thích chơi những cái dòng máy đời thấp. Cây bộ dên lóc hơi bị whip, cây dên hơi bị whip anh em. Là cái nguyên cái bộ ốc nè em bán 200.000 với có được củ đề 110 hàng siêu cọp nè. Đó, anh em nào chốt thì chốt củ đề 110 đích dài luôn nha, đích dài 110 luôn, hàng siêu cọp, hàng của thằng này chắc của thằng Hồ Cẩm Đào sản xuất quá, Hồ Chấm Sơn luôn mới chịu. Này hơi nặng nha anh em, nói chung là về anh em xử lý. Ở đây là em dùng cho anh em luôn cái dây củ đề này, dây zin nè, không phải dây lô anh em, dây củ đề này là dây củ đề zin nha, của Super nha, nó hết nè, em dùng vô đây luôn nha. Thì cái bộ ốc máy này với lại dục cho anh em củ đề này thì không có tính tiền, tại em không có bán cái đồ này, đồ lô em không bán, củ đề này củ đề lô. Ốc máy của nó bao gồm mà nắp chặn nhớt nè, bộ lò xo ống sáu tăng cam theo xe hết, ti bơm nhớt với bánh bơm nhớt, hàng gã xe nè, hàng theo xe nè, thì nó vòng vòng có bao nhiêu đó đó chứ không có cái gì khác hết trơn em ơi. Bộ càng lừa với cái bộ càng lừa với cái con ốc nó càng lừa, nhưng mà có cái bánh tăng cam này nè em, dục anh em tẩy bánh này nó cứng ngắc rồi anh em xài có được đâu nghe, nó cứng rồi thôi dục đi đó. Cái nào đáng anh em giữ là anh em giữ, cái nào bán bỏ bỏ. Thì ốc máy này em nói với anh em luôn, tình trạng ốc này nó không có đẹp, nó cho nên là anh em mình là giá nó rất là rẻ đó, anh em không phải suy nghĩ đâu đó. Con trắng con đen cà leo me thích hợp cho anh em về gam. Đây máy này là máy bích nha anh em, ốc mới gã thân trắng phao nè, thấy không, chứ không phải là ốc gã nhiều lần dập cạnh tuẹt đầu là không có đâu nghe anh em. Đó, full ốc máy 200 luôn, củ đề luôn đó, anh em về tự xử. Nắp này thì nó hơi xấu cái về ngoài này nè, lửa nó bị trúng nước mà đó. Rồi bộ lửa với ba nắp, thì ba nắp này tình trạng là nó bắn tút tè le hoặc me hết trơn á, về anh em sơn lại hoặc là anh em vô xe cỏ sẽ gì thì tùy anh em. Ở đây em bán là em báo giá là giá sơn lại chứ không có phải mà ấy.
không nứt bể, không nứt bể, không sức mẻ thật gì hết, mỗi tội là bắn tè le hết trơn à, bắn sơn như sơn móng tay gì anh nhìn nè. Cuộn lửa thì cuộn lửa đẹp nha anh em, cuộn lửa này đúng sức ba nha. Đây nè, dây ngắn ngủn nè, thấy không nè anh em coi nè, dây ngắn ngủn nè, thấy không, đúng cuộn lửa sức ba theo xe nha anh em, không phải quay A nha, nói cho đúng đồ cho anh em đó. Đợi em xíu khách rồi em quay clip một cái lát em gọi lại liền. Cuộn lửa zin luôn nè, em mở MVC đụng má, cuộn lửa này MVC chữ lớn luôn anh em. Chuẩn super đời đầu, super đời 2.5 mà. Super đời thấp mà. Em mở MVC chữ lớn luôn nè. Đó, lửa này là nói chung là lửa 6 cuộn nên em xài ngon nè, mấy cái đời đầu này xài cũng ngon đó. Đó thì cuộn lửa đẹp nè ha anh em ha. Ở trong này nắp nó có bị đen thì anh em về anh em lấy xăng anh em vệ sinh lại. Đó, nắp nồi là không nứt bể gì hết á, nắp nồi nắp lửa mang cá là không có nứt bể gì chân á, em bán là em bán một cơm lê luôn nha. Đó, đó bao không nứt bể, chỉ có dơ thôi, về anh em tẩy sơn vệ sinh ra anh em sơn lại, không sức mẻ thịt gì hết. Rồi nắp nồi nắp lửa mang cá luôn, bộ lửa luôn đầy đủ, thằng lằn sơn đề à, chặn dĩa đề, ốc bắt chặn dĩa đề, dĩa đề nói chung là tình trạng không có cạp nha anh em, chỉ có một cái là nó khá thôi, nó không có bị gợn, nó cũng bị xét đó, lửa nó chắc trúng nước, nhưng mà dĩa đề zin nha, đang xài bình thường. Đang xài bình thường, bao anh em xài lửa mạnh đèn sáng đàng hoàng, qua lăng là tình trạng nó vậy nè, nó sáng không sáng mà nó đục cũng đục gì nè anh em đó. Nè, super đời 2.5 nè, ngày 23 tháng 9 năm 2005 nè. 23 tháng 9 năm 2005. Ok nha. Rồi, tình trạng thì trong này nó bị sét tan tan. Đó. Nhưng mà có một cái không bể tự, không sức mẻ hết trơn á. Không bán lẻ. Bộ lửa với ba nắp báo giá với anh em luôn, phát 1.850.000. Đó. 850.000, nói thiệt anh em á, tính ra cái bộ lửa này có 350 à. Bộ ba nắp này ngoài thị trường tao bán 500.000 rồi anh em, đâu rẻ đâu. Bộ ba nắp ngoài thị trường tao bán 450-500.000 rồi, đâu rẻ đâu. Không có chỗ nào rẻ hơn kiểu này được hết trơn á. Đó mà lửa lửa super nữa, bán thua lửa quay A nữa, không bán lẻ anh em, ba nắp với lửa luôn là 850.000. Rồi. Bộ bình xăng con. Bộ bình xăng con là full bộ nha. Đúng bình co xăng con super đời thấp luôn nè, co xăng zin theo xe luôn nè. Cái co xăng này nó đẹp thiệt anh em. Mấy cái co xăng đời thấp anh em biết em thích nó chỗ nào không? Em thích là cái nước da nó mịn. Co xăng đời thấp là nước da nó mịn lắm. GN5 nè. Này anh em vô rim thái là quá ok luôn á. Mình cái co xăng này anh em vô rim thái là ok men luôn. Đó. Bình xăng con này tình trạng chưa vệ sinh gì hết. Đó. Trên xe đang nổ thì thầm. Bình xăng con tình trạng ốc đít có bị chạm. Có sao báo dị. Đó, chưa chạm luôn nè. Thấy không? Cái đồng tiền chưa có mở. Đó. Kenhin. Cái mã bình xăng là 5EEATHS gì đó. Super Grim đời 2.5. Nó thích hợp về cho anh em gắn quen pha nhỏ gì đó thì tùy anh em. Có xăng là GN5 nè. Thấy không? Ok. Kèm với một cái bát chịu này anh em gắn alpha nhỏ hết bài luôn nha, nó xài chung với nhau luôn rồi, y chang nhau à. Cái bát này nè, bát là trên alpha nhỏ mới có. Trái ga này thì nói chung trái ga này nó không có cọp. Trái ga có phớt đèn miếng nè. Thấy không? Ở đèn miếng nè. Đó. Bao xài. G8A gì nè. Đó. Bộ bình xăng con full boe luôn nha anh em. Ủa gì là cái máy này không phải anh em. Cái boe này nãy của thằng phu một có gì mà. Ủa không phải anh em, boe phu một dục đẳng rồi, không phải, cái này của thằng super nha, cái boe phu một dục đẳng rồi anh em.
Nó cái này có súp 3 quên, có full 1 cái co xăng ở đâu có cái kiểu này, chỉ có súp 3 mấy kiểu này thôi quên. Đây, full boe luôn nha anh em. 600. ngàn anh em. Bộ bình xăng con. 600k. Đó. Nói chung bộ bình xăng con full bộ súp 3 mà em bán 600k thì nó không mắc, em thấy nó không có mắc, tại vì bây giờ nổi cái boe với cái co xăng mấy cái bát triệu là người ta đã bán ngoài thị trường bây giờ hình như tầm cũng 400. Đó thì anh em cũng cân đối đi, thí dụ như anh em chơi được chơi. Đó, còn anh em mua nhiều em bớt được, anh em chút đỉnh thì em bớt chứ mấy cái máy này em gã em cũng không có lời nhiều, nó thẳng với anh em luôn. Đó. Full bộ số cốt đạp, cốt số, báo số, super rim này em bán giá 750.000. Đó thì cái bộ số này khi anh em mua anh em có lợi thế gì thì em báo cáo với anh em luôn, bộ số này anh em mua anh em có cái lợi thế là anh em gắn quay 110 thái, quay alpha nhỏ là gắn không phải mà chế cháo hay là anh em sợ đụng mang cá gì hết, nhưng mà trên thực tế là gắn không đụng mang cá đó, tại vì một số anh em sợ thôi. Thì bao gồm càng lừa nè, theo xe nè, N5 nè, đó, cốt đạp cốt số xe này đi nhớt hơi đen anh em, nhưng mà chưa có vệ sinh gì hết á, khui thùng ra, vừa khui thùng ra sao lại em chơi vậy chứ đâu có vệ sinh gì. Hổm ra anh em biết rồi, em cũng bận vệ sinh gì kịp. Răng cỏ la nê đầu bằng nè, thấy không? Đó. Răng cỏ la nê là ok hết nha anh em. Cây cốt và cái cốt số này là ngay băng luôn anh em, không nê luôn nha. Đó. Còn bộ số này thì em đánh giá là số này khá là đẹp, súp be từ 2005 tới giờ tính thì điểm hiện tại 17 năm rồi. Số gì là quá ok, anh em cùng theo em nha. Số 2 là không nhâm một răng luôn em. Số này trên đúng là không nhâm một răng luôn đó. Đồ này nói chung em mua được giá ok, em tính em giá ok à. Mấy cái số đời thấp này thì nó chất, anh em nào thích xài đồ đời thấp thì liên hệ cho em. Số 2 không nhâm một răng, số 4 nè. Anh em xem nè nha. Đây. Anh em thấy dấu chạy nhưng mà hoàn toàn không nhâm một răng nha anh em. Đó. Hoàn toàn là không nhâm một răng nào nha anh em, thấy không? Thấy không, dấu chạy phớt nhưng mà không nhâm một răng luôn nha. Nè, số 3 mặt giống chạy nè anh em, thấy không? Đó. Ok. Thấy số này thấy ngon trước rồi đó. Bây giờ cho anh em coi cái cốt tải. Cốt tải này mình đánh giá mà nó cọp thì nó không cọp, nhưng mà nó tầm 85%. Đây anh em thấy không, cốt tải còn rất là ngay nha, nó chưa có ảnh nhiều luôn nha anh em. Thì 15 năm rồi, ít nhiều thì nó không phải là xe cọp, giá tầm trung mà anh em 750.000 quá ok rồi. Đó. Vậy là quá ok nha anh em, còn ngay lắm. Anh em nhìn số nè, số 4 nhông lớn mặt giỏng nè. Hết hồn không? Em thích mấy cái số đời thấp là nó vậy đó. Mặt bên đẹp luôn nè. Đây anh em. Thì cái trời bị cái dạ sáng thiệt, bực mình thiệt. Mặt bên nè, không nhâm không rổ không khuyết gì luôn nha anh em, thấy không? Đó, mấy nhông này là đẹp hết, ok anh em nha. Rồi, con heo thì hoàn toàn á, là cái cốt tải đầu bằng y chang như 110 thái full 1, qua y chang như 110 thái với alpha nhỏ mình luôn, thì cái lợi thế là cái lợi thế đó thôi. Con heo bên này nó có mã, nói chung là về hình thức số nó giống với 110 thái chứ không có khác gì trơn á, 91 nè. Đó, xài con heo số 12 đầu bằng đó, đời cao đó, cái đời cao là so với súp be anh em hiểu không. Số 6. Ok, mẫu số là 750.000, bao không hú nha. Anh em nào chơi hú em. Nguyên zin. Full bộ số, cốt đạp, cốt số, báo số. Báo số còn đẹp luôn nha anh em, chưa có bị lúng gì nhiều luôn nha, thấy không? Ừ. Thì khi anh em gắn alpha nhỏ thì anh em lấy cái báo số bên alpha sàn qua anh em, tải báo số của thằng Super nó xài hai cháu này. Đó, thằng quay alpha nhỏ thì xài dắt đó. Cái này anh em về anh em ngâm dầu anh em vệ sinh ra nó sẽ sáng hơn, tại vì em không có thời gian, em vừa khui ra là em chơi với anh em liền
đó. Bộ danh lóc này em bán cho anh em giá là 800 đó. Em báo với anh em luôn, thấy nó đen gì cây dên cứng ngắc luôn. Còn cái lóc này em đã kiểm tra rồi, cái lóc này tuy nó đi nhất đen thiệt, chưa có rửa gáy gì chân, nhưng mà nó ra nè anh em thấy không, chứ không phải là nó không ra. Lấy gì em chùi thử nè, thấy không, nó ra nè chứ không phải không ra nha anh em đó. Cái này là chưa qua tác động của tẩy rửa gì. HVN KFM 6, đây là gon mới gã lần đầu, đời này xài gon hai mặt xanh, mới gã lần đầu thì găng cỏ bao ok cho anh em. Lóc rất nặng nha anh em, đời đầu mà, mấy cái sần super mà đời 2 lá 5 đó, răng cỏ là nét hết cho anh em, tại mới rã là khỏi lo đó. Anh em nào chơi hú em nè, đầu lòng mới gớt nè anh em, nhìn cái mặt giống nhôm của người ta, em vuốt cát thằng cái thấy không, răng cỏ là bao nét luôn nè. Đây nó làm theo cái kiểu giống 110 nè, có cái rãnh ở đây nè, thấy không đó, ron còn dính xanh lè nè, chưa qua vệ sinh tẩy rửa gì hết, anh em mua về vệ sinh lại, em chưa có thời gian. Găng cỏ bao nét nha anh em đó, hai cái con ốc, cái này nó bị dính nhớt anh em, hai con ốc gác chân nè, thấy không, còn đây con ốc xả nhớt nè, găng ốc xả nhớt nè, ốc còn đẹp luôn nha anh em, bao nét luôn không lỗi. Ok đó, thấy em dơ vậy nhưng mà em chưa được qua vệ sinh tẩy rửa thôi. Super lại 2 lá 5 có đóng đáp nè, 05 nè, thấy không. Anh em nào biết chơi thì tao mua thôi, có gì đâu, anh em thích nào mua nấy à. Còn anh em không thích mua này nè, bên nồi vẫn nguyên zin luôn nè, bên nồi mới gớt lần đầu luôn anh em coi nè, số nhôm nè, thấy không, máy là em gã máy bít hết anh em, hiếm lắm xui bị máy chạm thì chịu đó. Còn cây dên này là em bao anh em luôn, cây dên thấy nó hơi đen đen gì đi nhức ẩu thôi, nói thẳng với anh em cây dên này hơi bị dữ, cây dên nhích là chưa tới một tờ tiền luôn. Mã KFM 68 hay gì á, 68 69 gì, nó hơi dạ sáng anh em khó nhìn. Tai zin toàn tập nha anh em, cho anh em coi độ gơ trước đi, mực màu còn đủ nè, thấy không, nói thẳng cho anh em luôn, cây dên này nhích không tới một tờ tiền luôn. Super 2 lá 5 mà còn whip, whip cỡ như quay A 215 216 á, bởi vì em mới bán mắt chứ tự nhiên em bán mắt à. Anh em coi nè, dên cứ ngắt luôn, nhích chưa, hứa với anh em luôn nè, em gồng qua hết ga luôn nè, bao anh em đút tờ tiền polymer không lọt luôn nè, thấy không. Ừ đó, dên này thấy vậy mà dên cọp nha anh em đó, nhầm máy anh em thấy dên trắng bóc mà dên gơ bực 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 chứ đó, không tháp không mòn không khuyết gì nha anh em. Đầu lửa thì đẹp nè, không gỗ không gì luôn, mặt đạn theo xe, nói chung là em bao anh em về là lắp đó, không có làm gì thêm hết trơn á. Japan nè, bao anh em về là lắp, không làm gì thêm nha anh em đó. Đồ máy liên quan tới nồi dên số, bất cứ cái phần đồ máy em tả cho anh em cho chuẩn. Thí dụ như anh ơi tôi bán cho anh cây dên này, về anh phải ép lên anh mới xài nha, có nói linh ta linh tinh này, dùng thứ ba cái đồ này đó. Dên lóc này em bán 800 đó, anh em nào biết đồ thì mua đó. Còn bộ nồi này em bán anh em 1.400.000 nè, nó anh em thấy đen đen gì đó, anh em mua xài đi rồi biết, nó khác lắm anh em, nó không có thể nào giống, nó đầy đủ cò muỗng, ốc chỉnh nồi với bao bi nha, nhưng mà con ốc chỉnh nồi nó còn dính bên đây, em chưa có gỡ ra, rồi để nữa em gỡ ra cho anh em. Con ốc này theo em đánh giá là chưa chỉnh luôn nè, nó bị dính ba cái sơn á, cho nên cho nè, thấy không, với lại đầu nè, anh em đánh giá là nhìn là chưa có một miếng toẹt gì luôn nè, thấy không, nhưng mà nó bị dính ba cái sơn bạc, nó bắn tầm 7 tầm 3 đây nè, ba bí nằm trong này nè anh em, lóc súp be này nặng lắm nha anh em,
TDV KEV trừ 6 nè, 3 bi nè đó. Chủ xe này đi nhất ẩu, nó về đồ đạc thì mình vệ sinh là anh em mới lắp, cho anh em tính để gì lắp luôn sao, thì nó xài cò muỗng ốc chỉnh nồi đầy đủ hết trơn á đó. Em giao cho anh em nữa, giao đủ đồ anh em khỏi lo. Ngày 3 tháng 10 ngày 20 ngày 3 tháng 10 năm 2005 đó, 3 tháng 10 năm 2005 anh em. Bộ nồi này báo giá với anh em luôn 1.400.000, nói thẳng với anh em mua về lắp là xài không làm gì thêm nha, lên luôn nè, đỡ mất thời gian, đi nhớt hơi đen anh em, nhưng mà đồ chất lắm, chuông zin chưa tán nè đó, chuông zin chưa tán nè, đáp đây còn mờ mờ nè, không biết anh em thấy không nữa, mình cố gắng quay cho anh em ơi, khó thấy anh em ơi. Sắm cọc nhông hú hơi bị xẹn nha anh em, chuông còn dính mực xanh mực tàu với đây nè. Bộ nồi này em nói với anh em sắm được cặp nhông hú hơi bị xịn. Nó hết hồn chưa? Đời 2.5 mà mặt nhũng gì đó. Anh em để ý nè, anh em thấy những cái sớ mà dày dày mà nó chạy trên đây không? Cái sớ ngang dày dày mà nó chạy trên đây không? Anh em để ý đi. Nồi quay A ít khi nào mà có những cái sớ này lắm, nồi quay A đời cao ít khi nào có lắm. Anh em thử để ý đi. Đa số những bộ nồi đời thấp nó có nhiều. Đó. Sắm cặp nhông hú hơi bị xịn nha anh em. Nói chung là bao tất cho anh em nha. Những bộ nồi này anh em lắp khó phản lắm, nó thẳng luôn. Đó. Cái chuông này em tả chuẩn cho anh em luôn, do nó đi nhất dơ, nó đi nhất ẩu hơi đen thôi. Cái chuông này nè báo cáo cho anh em luôn, nó phớt như một lá bài nè. Đó. Nó phớt như một lá bài ha anh em. Đó em kê sát vô em quay, em đâu có né tránh đâu. Nè. Nó phớt cỡ một lá bài nè anh em. Chuông còn rất dày là chưa dớt một lần nha anh em nha. Thấy không? Bố đẹp lắm anh em. Ác nổi nó đi nhất đen thôi, chứ máy này mà nó đi nhất đẹp là bán tiền không á. Anh em nhìn cho rõ, cái phần bố là cái phần từ cái mặt này nè lên đó, từ cái chỗ mà chữ LK lên chút xíu nó có cái mí đó, thấy không? Bố rất là cao nha. Ngày ngày 4 tháng 10 năm 2005 nè. Con LK chữ lớn mà, nè. Thấy không? Bố rất là cao. Đây, đó. Anh em nhìn bố rảnh nó hết hồn luôn không? Bố đời thấp á, là những cái nồi đi ngon rảnh nó sâu không sâu hẩm mà. Đó. Tả đồ em không có tả thiên tả địa đâu anh em nói thẳng với anh em luôn, bố rảnh sâu hẩm luôn nè. Nói chung nồi này em bao anh em chạy cực kỳ bắt luôn, chạy rất là bắt. Tuy là cái chuông nó khuyết hơn một cỡ một lá bài á, nhưng mà chạy rất là bắt và cam kết với anh em không hú. Nồi em bán 1.400.000 đó, anh em nào mến thì hú em. Super 2.5. Nồi sau nè, cái nồi này á, nếu nó không đóng đát á, thực chất em nói nồi 110 anh em không biết đâu, em nói thẳng với anh em. Nếu như nó không có đóng đát hoặc nó mất đát, em nói nồi full 1 á là anh em không biết đâu. FCCV nè, KFM nè, đế cũng FCCV nè, KFM nè. Nó đóng từ cái nồi sau này nè, ha, nguyên cái cụm nồi sau nè, nó đóng cái mã là y chang như thằng full 1 đời cao luôn. Nó đóng cái mã là y chang như thằng full 1 đời 201, 202, 203 luôn. Đó, không khác gì luôn, cái mã lá bố cũng vậy luôn. Rồi, gớt cái khâu nè, cái lông đền. Để em kiếm cái mã lá bố cho anh em coi. Đây nè. Anh em xem nó xài cái mã FT107 y chang như quay 110 thái phu 1 luôn. FT nè. 107, trái bít tông cũng vậy, trái bít tông nó vẫn còn xài mã bít tông ART. Đó. FT nè. 107 nè. Hay nằm ha, FT107 chuẩn chưa? Chuẩn lá bố zin theo xe nha, FT107 hai mặt đều có hết, chuẩn lá bố zin theo xe là hai mặt đều có. Đây, 107 đây anh em. 107 đây ha, 107 đây nha. Rồi. FT nè anh em thấy không? Đó, ok. Lá bố còn rất là dày nè anh em coi nè. Nồi này cam kết với anh em về lắp là lụm, khỏi suy nghĩ. Đó, còn anh em kỹ bung ra vệ sinh. Đó. Ok nha. Bao xài. Đây, nếu em như mà nó không đóng đát em nói nồi full 1 anh em không biết, nó thẳng với anh em luôn. Cái khâu này vẫn còn đục nè. Nhìn nè,
chưa có tạo thành hình lục giác nè, thấy không? Nếu như ở trong này nó ăn nhiều là anh em gờ là gợn luôn nha, là tạo thành hình lục giác luôn nha anh em. Đây cái nồi nó đóng cái mã y chang như nồi full 1 Thái thiệt, đúng thiệt, FCC KFLF chữ lớn, thấy không, mã Thái luôn nè, FCC KFLF nè, rõ ràng không? Rồi em ưng bụng nhất là cái khúc này anh em, cái bộ nồi này đúng thiệt, nếu mà nó chạy nhớt đẹp thì thôi thứ nào chịu nổi luôn, ác nổi cái nó chạy nhớt không được đẹp, thẳng băng luôn. Nói chung là cái chuồng heo rất đẹp luôn anh em, tại vì em chưa vệ sinh thôi, em nói thiệt với anh em á, bộ nồi này hơi bị đã, anh em lắp lên xe là chạy cực kỳ im luôn á, thẳng băng luôn anh em, chừng ấy năm rồi nhưng mà nó vẫn đẹp như nồi quay A216 thẳng băng luôn đó. Anh em nào mến hú em, bao bốc bao im, không giọng không hú, lắp là xài không làm gì thêm, rồi anh em tin tưởng thì mua. Nói thẳng với anh em ra, anh em mua đồ máy này á là những anh em mua ủng hộ em là anh em tin tưởng em thôi. Thực chất á, họ anh em mình xem qua video chỉ xem được tầm 70-80% thôi, nói thẳng với anh em luôn. Không thế nào mà anh em biết được chứ. Đầu lòng, bù rong, sen cam là em bán giá là 2.4 triệu. Đó. Spe đời 205 bù rong. Phê không? Bù rong nhìn phê không anh em? Chưa rửa luôn đó. Nè có những khúc nó còn dính đất luôn nè, thấy không? Bù rong nhìn hơi bị tê. Những cái đời thấp anh em để ý, những cái góc cạnh bù rong nó rất là nét, nó không có giống như đời cao. Nó em bán hàng là em nói trên sự thật, chứ em không có đèn này lên kia, kia lên nọ gì chân. Đồ quay A đời cao, tất nhiên á, đồ nó phải sáng phải đẹp hơn đồ mấy thằng đời thấp rồi. Nó nói cho anh em rõ vậy luôn. Đồ đẹp em bán mắc, đồ xấu em bán rẻ, về cho anh em thầy thợ sanh sửa. Đó. Rất đẹp nha anh em, bù gông ốc đầu rất là đẹp. Găng cỏ bao tất cho anh em. Sên cam này, máy này sên cam có thai cái gì anh em ơi? Sên cam có thai cái gì à? Nó thai sên cam hãng hả ta? Nó sai sên cam FKMC, sên cam hãng hả? Nó coi cho kỹ được ta. Có thai anh em ơi, sên cam này thai rồi nghe anh em. Có sao báo gì. Nè, cho anh em coi cái nắp nè. Nó xài cái mã là GB6 nè anh em thấy không? Đó, cái mã GB6 luôn nè. Nó xài cái mã này em nhớ hình như giống như cái mã GB6 này là cái mã xài chung với thằng Phu 1 nè. Đó, mã GB6 này là cái mã xài chung với nắp của thằng Phu 1 nè. Đây là nắp 4 lỗ nè, gon theo xe đủ mới rất lần đầu. Đây gon hai mặt xanh đây anh em, chứ không phải gon mặt xanh mặt vàng nha. Đó. Cho anh em coi bít tông trước nha. Coi mã trước nè, KFV nè. Nhưng mà cái mã nó vẫn còn mã ART nè anh em. Những cái đời này anh em chạy là rồi thôi thôi, nó bền bà cố luôn. Nó nè, thằng hình như thằng quen pha, vẫn còn quen pha nhỏ mình còn xài mã bê tông ART này hay gì nè anh em. Còn whip lắm nha anh em, thấy không? Đó. Còn whip lắm nha, đời 2005 tới bây giờ nha anh em. Còn phê lắm á anh em. Nè em chưa vệ sinh gì hết, nó cái đầu bê tông nó đóng một chụm gì đó. Đó anh em nào nhắm mày chơi này chơi. Còn nhôm á, thì em nói với anh em là đầu lòng này em đánh giá là như thế này. 97cm khối KFM trừ 5 HQN ha. Đầu á là đầu HQN trừ đầu HQN trừ 9 HQN 9 đó. Đây super là nó xài nè anh em. Cái chỗ cái co xăng đi lên nó xài một miếng phíp, nó xài giống như cái đầu quen pha lóc trắng lóc đen mình vẫn có một miếng phíp kiểu này. 110 không có, phu 1 không có. Đó, quay A đời sau này không có. Ok. Cò này là có dấu chỉnh, báo cáo với anh em cò này có dấu chỉnh nhưng mà chắc ít chỉnh, còn nét lắm, trên dưới luôn. Còn đẹp. Đây, trên dưới luôn còn đẹp nha, có dấu chỉnh nha. Cam cò là zin. Cam cò zin có mã nè anh em thấy không? Nhìn là biết rồi. Đó. Bao êm bao xài. Gon chân nồng theo xe còn nguyên luôn. Đây nè, gon chân nồng theo xe này còn nguyên dạng luôn nè.
hai cây xuống bắp coi. Đó. Chưa góp gì xuống, chưa cạo khói gì luôn, nguyên zin. Ok. Mặt võng lòng hơi bị dữ. Hơi bị whip anh em. Thấy không? Hơi bị xịn. Đó. Nhôm khá nha anh em. Vậy anh em vệ sinh thêm nha. Đầu lòng bù gông sơn cam 2,4 triệu. Anh em nào mến hú em. Rồi chào anh em, video sẽ xin kết thúc nha.